Cuộc đời này đằng nào cũng lạc lối, cuộc đời này đằng nào cũng ngã, cuộc đời này đằng nào cũng sai lầm, đằng nào chả thế. Để mà bạn đi đến 100 bậc thì kiểu gì bạn chả đã vấp vài bậc. Làm gì có nuột ngay từ đầu đến cuối, không bao giờ có điều đấy cả. Nên là để mà bạn đi cái con đường này, nhất là những con đường mà bạn mới khám phá, đâu phải bạn đi ngon ngay được đâu. Như dòng sông ấy, nó chảy nó có phải quanh co quanh co quanh co quanh co. Có cái dòng sông nào các anh chị nhìn thấy không? Chảy thẳng tắp không? Không có. Làm gì có. Nên là đương nhiên trong hành trình cuộc đời này chúng ta phải ngã, chúng ta phải sai lầm,